Vâng, theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Thận học Mỹ, thì những người đã được điều trị khỏi COVID-19 thì có nguy cơ gặp phải những triệu chứng về tổn thương thận, mặc dù là những tổn thương này có thể không gây đau đớn và không hề có biểu hiện. Hãng tin Bloomberg và tờ The Washington Post cho biết kết quả nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng tổn thương cơ quan lọc máu có thể xảy ra ở cả những người tự phục hồi tại nhà sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và mức độ tổn thương sẽ tỷ lệ thuận với tình trạng mắc bệnh vụ COVID-19 trước đó. Và ngay cả những bệnh nhân không nhập viện điều trị COVID-19 không có vấn đề về thận thì cũng có nguy cơ phát triển bệnh thận giai đoạn cuối, cao hơn gấp đôi so với những người chưa từng mắc COVID-19. Kết quả này đã cho thấy một hệ quả nghiêm trọng khác của bệnh COVID-19 vốn đã khiến trên 200 triệu người trên toàn thế giới bị mắc bệnh. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy trong số 100 bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ đến trung bình sẽ có khoảng 7,8 người cần lọc máu hoặc ghép thận. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc COVID-19 không nhập viện có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính tăng 23% trong vòng 6 tháng, một tình trạng cản trở về việc loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi máu.